nam 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 cái khởi động này, đây là lưng tăng hơi căng nên hắn sẽ tập nhẹ một tí, động này cho nó nóng nóng này, hy vọng là vẫn thành được. Đang thấy có hơi trơn đấy, có thể chơi được đấy. Nó sẽ gánh nhẹ đi tí, khởi động thì vẫn thấy ok. Quan trọng là cứ phải vào vào được chính xem có chơi được thì mới chơi. Tôi sẽ hạn chế ngồi ít để lưng nó căng, ngồi nó bị căng lưng. Cố gắng hôm nay buổi chân sẽ hoàn thành bài này là bài chính nặng. Xong chắc là tôi sẽ đổi để tí, nếu mà có tôi lít thử. Còn trong trường hợp vẫn lít được thì tôi sẽ lít nhẹ một tí cho nó nhớ cái lưng. Xong tôi đạp máy, bắp chuối, bụng là xong. Buổi chân nặng của tôi thì thường là nắm ít bài. Và hôm nay là thứ ba là phòng nó đã vắng hơn. Ngon đấy. Nói chung là tập thì anh em cũng theo phong độ thôi. Không làm mà mệt thì mình tập nhẹ tạ đi. Sơ quan được ok, vẫn còn ngon. Nói chung là
lưng nó đang còn vấn đề, mình tập phải chú ý tí. Hơi yếu quá, lưng sườn này yếu quá, không hiểu, bật lên này. 4 đấy. Mẹ phải đi giãn người tiếp. Mày đã squat rồi. Đây là hiệp 3 à? Dám ngồi nhiều nó mỏi hết luôn. Gánh hôm nay phải nhẹ tạ lên, không làm gánh nặng lên. Không bật được tạ lên. Thì có thằng đệ đi phải bắt sức lao động nó đi. Ba rep tôi cố gắng lắm, bù lại một rep. 5 nhỏ quá, cái lưng dưới nó không bật được lên nữa. Mùa này đúng anh em là ông bó. Ông lão mỏi lưng dưới. Ở đấy, lúc là mỏi thì mình tập nhẹ đi. Yếu tập nhẹ đi tí. Nhưng mà đi tập thể dục. Sơn nói với bắt đầu. Hey!
Ôi. Nặng lắm à. Đuối lực à. May còn 5 hiệp 4 mà. Nặng quá có dám gánh 5 rep đâu. 3 rep em đặt vào cái lưng nó không tải được. Em nhìn cái đoạn nào ở dưới anh bật lên không? Nghĩa là nếu mà kiểu anh làm một set phải 5 cái đúng không? Nếu anh vừa anh phải 5 cái và nghỉ. Cứ lên một cái một cái một. 4. Một set của anh có 4 cái thôi. Hồi bình thường là sẽ là 5. Nhưng mà em phải chú ý là nếu mà sức mạnh thì là từ 1 đến 6 cái. Có đâu là nếu mà từ 6 cái đến 2 cái là kiểu 2 đến 3 cái vẫn là sức mạnh, nhưng mà đấy là nó phải ở mức tạ trên rồi. Nhưng ở bình thường anh gánh lên gây lên bao lên trên đấy. Nhưng mà hôm nay là lưng dưới anh bắt đầu nó đang hôm qua tập căng đấy đúng không? Có vấn đề thì anh phải tập nhẹ đi. Đấy, đấy là cái lý do anh bảo là tập theo phong độ đấy. Ok. Giờ mình sẽ mình sẽ lead thử. Rep, nếu mà lead được thì mình sẽ quay, không thì mình sẽ sang làm bài đạp chân. Ui, tôi vừa lip thử thì vẫn ổn, nói chung là tôi lip nhẹ hơn tí. Thì thường là mức chuẩn là 70 một bên, nhưng mà tôi chỉ lip 50 thôi. Hoặc là mình khởi động cái lưng cho nó trơn trơn một tí. Gọi là tăng cường chuyển động một tí thôi. Nghe là mức nhẹ tôi là thoải mái. Sau tôi làm 4 hiệp thôi. Lưng khó chịu rồi. Đây bình thường tôi sẽ cầm cái này. Cầm cái tay. À, hôm nay thì lưng đang có vấn đề, tôi sẽ cầm xuôi hết luôn, xuôi tập nhẹ đi. Anh đang để là 1.5. Anh sắp xong rồi đấy. Anh nhờ gương này. Được nữa là ok. Xong rồi này cũng ra leg press đạp máy ấy. Bắp chuối xong bắp bụng xong. Đấy bình thường là tôi sẽ qua hai cái bài chính này, nhưng mà hai bài chính nó rất là nặng, chứ phải tập. Hôm nay là tập của phải nhọn, phải để chú ý cái lưng. À, hôm nay mà bài sumo deadlift phải đi cũng nhanh.
thì bình thường là cũng phải 5 hiệp này, 4 đến 5 hiệp này, làm nặng. Chơi thôi. Ok. Tập vũ. Tập phải nhớ cái chuyển động. Mà tuần sau mà lưng tôi ổn là sẽ tăng lại tạ lại được. Đấy. Mà này thì cũng buổi chân chân hôm nhẹ là anh em cũng thấy rồi đúng không? Hôm nay tôi cũng đạp chắc khoảng 2 hiệp thôi. Tập này mỏi lắm rồi. Chối đó chứ. Ủa. Ok, mọi người sắm bắp chuối. Mọi người làm 3 đến 4 hiệp. Cho đến bạn là vui như vậy thì anh em mà bận việc gì hay là mỏi thì có thể về nghỉ được luôn được. Đây là mình tập bắp chuối nốt. Bài này xong bụng. Bài nào tôi cũng sẽ được từng cái một. Ý cho rút 10 cái. Bốn hiệp xong bụng cũng là xong. May là hôm nay vẫn có thể hoàn thành buổi chân. Tôi tưởng hôm nay không thể lưng căng không tập chân được. Ngày mai sẽ là ngày họp. Đấy, lịch tôi tập thì để tôi sẽ tóm tắt. Tôi sẽ có một cái clip của tóm tắt lại cái lịch tập. Thì như hôm qua là thứ hai, hôm nay thứ ba. Hôm qua là tôi tập thân trên. Ngực lưng vai. Và tí tay nữa. Hôm qua thì mỏi quá, không tập tay. Chung là cái mùa này tập nó đang bị kiểu cơ nó không được đủ độ nóng ấy. Tập nó cứ căng khó chịu. Hôm nay là chân. Xong là mai tôi sẽ ọp
mai là ngày thứ tư thì tôi sẽ nghỉ ngơi, không tập tành gì cả, không phải đi bộ biết gì cả. Mai tôi sẽ chill chill đi dậy, với cả có thể là sẽ đi làm một buổi giãn cơ, giãn lưng để cho lưng nó đỡ dễ chịu hơn. Đấy thì vì anh em thấy ví dụ tôi đã bảo là tập luyện nó sẽ theo phong độ. Ví dụ như ở hôm nào phong độ tôi cao thì mình sẽ tập tạ nặng được hơn, còn hôm nào mà kiểu để mà mình bắt đầu thấy đấy, hôm nay là lưng hơi khó chịu mà, xong sức thì vẫn ok nhưng mà lưng khó chịu thì mình tập tạ phải giảm đi. Quan trọng là kiểu duy trì được cái chuyển động đấy, đủ độ kháng lực vừa phải để cái lưng dưới mình không phải quá tải quá nhiều ấy. Ví dụ như kiểu với sumo là tôi sẽ dùng toàn lưng trên ấy, lưng trên với chân nhiều, và cái lực nắm sẽ cứ nắm chặt thì không bị vào quá. Hai hiệp nữa em đã xong cả bụng. Ok, một hiệp nữa. Rồi, tôi này, tranh thủ check tin nhắn học viên các thứ. Check nó cái tin nhắn hơi lâu. Ok, xong rồi này. Rồi đến bụng nữa. Làm nhanh nó 4 hiệp bụng nữa. Đấy, nó hiệp bụng này. Xong rồi uống whey, nghỉ ngơi thôi anh em nhé. Rồi, tôi sẽ mỗi hiệp 15 cái, 11 đúng không?
thì tôi cứ làm năm để gập co vào nhiều nhất, xong rồi giãn ra dài nhất là được. Không cần phải quá nặng, bài nặng thì tôi sẽ để vào cái bài đẩy xe, cái xe hôm trước cũng được. Bụng thì có thể nhanh lên một tí cũng được. Ủa. Nếu bắt được thương đến hiệp sau nó sẽ gọi là căng hơn, buốt hơn một tí. Ủa, hai hiệp nữa là xong. Vẫn thấy ok là vì mình vẫn squat được. Buổi nay mà vẫn squat được ở mức tạ gọi là bình thường, không bị kiểu bị drop nhiều quá. Ôi, nó sợ. Xong rồi, uống quay đó. Xong rồi, giờ uống quay creatine. Đây. Ok anh em nhé. Tối à? Anh tới tối à? Đã xong rồi. Trời sinh một cặp ở đây rồi đấy. Anh em nào bữa tập xong nhá. Nó là phải đi ăn à? Trời.